Xin chào mọi người, mình là Thanh Thùy, đến từ Việt Nam. Hiện tại thì mình đang là nghiên cứu sinh ngành kỹ thuật môi trường tại trường Đại học Quốc lập Trung Hưng, National Trung Sinh University. Từ trước đến nay thì các cái nghiên cứu cũng như là ứng dụng cải thiện chất lượng môi trường luôn có một sức hút đặc biệt đối với mình. Vì vậy, việc lựa chọn môi trường nghiên cứu là một trong những ưu tiên hàng đầu khi mình quyết định học đến tiến sĩ. Thật may mắn khi mình đã đến đây và sau một năm trải nghiệm, mình đang rất hài lòng với lựa chọn của mình. Đối với chương trình đào tạo tiến sĩ tại khoa mình đang theo học thì người học cần phải hoàn thành 30 tín chỉ. Trong đó luận văn là 6 tín chỉ, 12 tín chỉ là các môn bắt buộc. Và phần tự chọn còn lại thì các bạn có thể tự do lựa chọn môn học yêu thích của mình, miễn sao là được giáo sư của bạn đồng ý là mình khá thích sự linh động này trong chương trình đào tạo. Ngoài thời gian dành cho các môn học thì một phần rất quan trọng trong cuộc sống nghiên cứu sinh như mình là thời gian ở phòng thí nghiệm. Và đây là một số phòng thí nghiệm ở khoa mình. Và cuối cùng xin được đặc biệt giới thiệu với các bạn phòng thí nghiệm của mình, Sustainable Energy and Nanotechnology. Giáo sư của mình thì chia phòng thí nghiệm ra làm hai phần khá là rõ rệt. Một phần để bố trí các cái thiết bị thí nghiệm, và phần còn lại thì là như một văn phòng để các bạn có thể làm việc. Và ngoài ra thì giáo sư cũng hết sức tâm lý khi phòng thí nghiệm có cả một khu bếp riêng. Thì đây là nơi giúp mình đỡ nhớ nhà nhất khi mà mình có thể chuẩn bị những món ăn đậm chất Việt Nam để thưởng thức cũng như là chia sẻ với mọi người. Chi phí sinh hoạt là phần tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Thì mình chia các cái khoản phí cần thiết thành 3 nhóm. Đầu tiên là chi phí cho việc ăn uống. Nhóm tiếp theo là chi phí mua đồ sinh hoạt cần thiết, chi phí di chuyển hoặc là các khoản phí khác. Và cuối cùng là các khoản phí cố định. Bạn có thể bắt đầu một ngày với bữa sáng ở cửa hàng tiện lợi hoặc là các quán ăn dạng brunch. Buổi trưa thì bạn có thể chọn căng tin, hoặc là xung quanh trường cũng có rất nhiều hàng quán với giá cả đa dạng dành cho bạn. Tương tự thì buổi tối thì bạn cũng có nhiều lựa chọn, và chợ đêm Đài Loan là một trải nghiệm chắc chắn bạn phải thử khi đặt chân đến hòn đảo này. Và như bạn đã biết thì Đài Loan rất là nổi tiếng với các cái quán trà sữa, thì thi thoảng thì mình nghĩ bạn cũng nên thưởng cho mình một ly. Và theo kinh nghiệm của mình thì tiền ăn trung bình một ngày có thể rơi vào khoảng 200 cho tới 250 đài tệ. Về khoản phí sinh hoạt thì khoản phí này khá là cố định nhưng mà cũng tùy thuộc vào nhu cầu của từng người. Theo mình trải nghiệm thì nó rơi vào khoảng 500 đài tệ một tháng. Cuối cùng là các cái khoản phí cố định như là học phí, bảo hiểm hay là tiền ký túc xá thì bạn có thể tham khảo chi tiết trên website của trường. Và các cái khoản phí này trung bình nó dao động từ khoảng 16.000 cho tới 19.000 đài tệ một học kỳ, với điều kiện là bạn được cấp học bổng học phí. Tổng kết lại thì chi phí cần thiết cho một tháng theo kinh nghiệm của mình là từ 9.700 cho tới 11.800 đài tệ một tháng. Và để kiểm soát tốt chi tiêu của mình thì bạn cần ghi chú lại các khoản đã dùng để có sự điều chỉnh phù hợp, tránh trường hợp lãng phí. Và điều cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn đó là sự quyền lực của EasyCard cũng như là thẻ sinh viên. Thì ở Đài Trung, bạn có thể sử dụng Dubai miễn phí trong 30 phút đầu tiên bằng EasyCard đã được liên kết với số điện thoại. Cùng với đó thì bạn có thể đi xe buýt miễn phí trong 10 km đầu tiên. Với đối tượng là học sinh, sinh viên thì bạn chỉ cần vài bước đăng ký cơ bản để được hưởng cái phúc lợi này. Và khi đi mua đồ ở các cửa hàng tiện lợi trong trường bạn mang theo đến sinh viên, bạn cũng được giảm giá. Điều này cũng được áp dụng đối với một số tiệm trà sữa gần trường. Và bạn biết không, khi mà bạn mua trà sữa và mang theo bình đựng của riêng mình thì bạn cũng được giảm giá. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chia sẻ của mình. Mình là Thanh Thùy đến từ Việt Nam. Bye bye!